một số cái công cụ AI và thường là chạy trực tiếp ở trên máy tính của các bạn á, thì rất là dễ cài. Nó giống như là một cái file exe, nó giống như là một cái file DMG bình thường mà các bạn có thể cài lên Win, cài lên Mac. Tuy nhiên ha, vẫn có rất là nhiều công cụ rất mạnh mẽ, rất hay, nhưng mà cái đoạn cài đặt á thì nó đòi hỏi các bạn là phải biết code, phải biết quản lý môi trường, phải biết Python này kia. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái ứng dụng tên là Pinocchio. Nó sẽ cho phép các bạn cài được những cái tool này mà các bạn chỉ cần gọi là one click thôi, các bạn chỉ cần click chuột thôi. Các bạn không cần có kiến thức gì về Python, các bạn không có kiến thức gì về lập trình, không cần có kiến thức gì về cô lập những cái dependency với nhau hết. Và các bạn chỉ cần nhấn một cái nút chuột là nó đã cài đặt cho các bạn xong, và các bạn có thể xài được rất là nhiều những cái công cụ AI phổ biến hiện nay, từ Comfy UI nè, Stable Diffusion các thứ, rồi tạo giọng nói, tạo văn bản, rồi chạy mô hình ngôn ngữ lớn trực tiếp trên máy của các bạn đó. Thì cái công cụ Pinocchio free, miễn phí ha, có cho cả Win, cho Mac và cả Linux luôn. Nó sẽ giúp cho các bạn trải nghiệm được những cái công cụ AI và sử dụng được những cái công cụ AI mà dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây. Và thêm một cái điểm đặc biệt nữa của Pinocchio, đó là bởi vì nó cô lập những cái môi trường của từng ứng dụng với nhau, cho nên các bạn sẽ không có gặp cái tình trạng mà nó bị xung đột và nó bị lỗi dependency, lỗi thư viện này kia. Rồi, bây giờ thì mời các bạn theo dõi video ha. Rồi, cái mà các bạn đang thấy ở trên màn hình á, là cái ứng dụng tên là Pinocchio. Thì mình có để cái link cài đặt ở bên dưới phần description á, các bạn có thể click vào và cài đặt thôi ha. Thì nó cài đặt rất là đơn giản. Và sau khi mà các bạn đã vào trong cái app này rồi á, thì các bạn nhớ để ý là nó sẽ có nhiều cái tab và mới đầu nó trống trơn à, các bạn đừng có bất ngờ. Bây giờ các bạn nhấn vào cái nút Discover cho mình. Khi mà các bạn vào trong cái chỗ Discover này á, nó là một cái tập hợp rất là nhiều những cái công cụ mà được hỗ trợ bởi Pinocchio. Ví dụ như ở đây là Comfy UI, là cái công cụ mà các bạn có thể dùng để mà tạo một cái workflow chạy Stable Diffusion để mà tạo hình ảnh bằng AI nè. Hay là Chat with MLS chẳng hạn, đây là một cái công cụ của bạn Quân Nguyễn. Bạn đó là một người Việt ha, bạn đó là một kỹ sư AI và bạn đó có làm ra một cái công cụ để mà có thể chat được với lại cái mô hình ngôn ngữ lớn trực tiếp ở trên cái máy Mac chẳng hạn. Hay là Flash Diffusion hay là Stable Audio, là các bạn có thể dùng được mấy cái model audio để mà tạo nên âm thanh này kia đó. Thì khi mà các bạn chọn được một cái công cụ hay là các bạn kiếm được một cái nào đó mà các bạn muốn cài á, thì các bạn click vào nó, sau đó các bạn nhấn chữ download này cho mình. Rồi, rất là đơn giản các bạn thấy không? Thì khi mà các bạn nhấn cái download này á, là nó làm gì? Thực ra là nó chạy một loạt những cái đoạn script để mà nó bắt đầu nó cài đặt cái phần mềm này các bạn. Thường á, là chúng ta đã cài bằng những cái file exe này nọ, là tất cả mọi thứ đã được đóng gói lại một cái file, xong rồi nó cài thì nó bung ra thôi. Nhưng mà với đa số những cái công cụ AI hiện nay á, thì nó đòi hỏi các bạn là phải cài Python nè, các bạn phải cài môi trường các thứ, xong rồi các bạn phải chạy một số cái script nữa. Thì đối với lại cái Pinocchio, nó tự động hóa khâu đó cho các bạn. Các bạn thấy là nãy giờ nguyên cái đống này bình thường hay là mình phải chạy từng dòng lệnh một, còn bây giờ nó tự chạy cho mình luôn. Tại vì nó đã được sắp xếp sẵn một số cái script rồi, cho nên là mình mới đỡ được công như vậy. Nhưng mà ở góc nhìn của người dùng bình thường thì bây giờ nó cứ hoạt động thôi. Các bạn thấy là bây giờ nó đang cài một số cái thư viện cần thiết, ví dụ như là PyTorch. PyTorch là một cái thư viện chạy Machine Learning AI rất là phổ biến trong thế giới hiện nay ha. Rồi NumPy, rồi Jinja, mấy cái thư viện của Python các thứ. Và tất cả những thứ này á, nó sẽ được cô lập giữa từng app với nhau. Thì đây là một trong những cái điểm rất là hay nha. Tại vì nếu mà không cô lập á, thì đôi khi dependency nó bị nó gọi là conflict, tức là nó xung đột với nhau và nó gây lỗi. Cho nên với cái việc mà cài phần mềm kiểu như thế này mà với những bạn mà không rành á, nếu mà không có Pinocchio thì rất là cực. Còn bây giờ á, chỉ cần one click thôi. Thì khi mà các bạn cài những cái công cụ này xong á, chút nữa mình sẽ quay lại cái Stable Audio này ha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi trước là những cái công cụ mà mình đã từng cài rồi đi. Thì chẳng hạn như mình đã từng cài xong là cái Comfy UI. Bây giờ mình sẽ bấm vào và cho các bạn coi. Thì ở đây á, nó sẽ có một cái nút Start như thế này. Mình bấm vào là cái phần mềm này nó sẽ được chạy lên nha các bạn. Thực chất bên dưới là nó làm gì? Nó chạy lên một cái hệ thống bao gồm backend và frontend. Backend thì nó sẽ là cái chỗ mà xử lý model AI các thứ, và frontend là một cái giao diện để mà các bạn xài. Và lúc này á, các bạn sẽ có một cái đường link để mà các bạn truy cập. Thì cái link này thực chất nó là một cái trang web đang được chạy lên ở trên chính cái máy của các bạn luôn. Có thể các bạn xài Win, các bạn xài Mac, các bạn xài Linux gì đó. Thì cái này nó gọi là nó chạy được local ở trên máy các bạn á. Và các bạn có thể nhấn vào cái chữ web UI này nè. Thì các bạn thấy là nó lập tức mở ra cho các bạn một cái giao diện nền web để mà các bạn xài. Nhưng mà nếu các bạn không muốn xài trong cái giao diện nhỏ này á, thì các bạn có thể nhấn vào cái nút pop out ha. Thì khi đó là nó sẽ mở trình duyệt lên. Đây. Rồi, nó đã load xong rồi này các bạn. Đó, thì đây chính là cái Comfy UI về cơ bản ha. Nó là một cái công cụ dùng để tạo hình ảnh, và nó cho phép bạn là tạo thành một cái workflow, tức là nó sẽ đi qua rất là nhiều bước. Ở đây mình sẽ reset view đi và load default, tức là mình sẽ tạo nên, mình sẽ lấy cái flow default, cái flow mặc định của Stable Diffusion á,
Rồi bây giờ thì thực chất cái flow này là nó đang làm gì? Nó yêu cầu là mình sẽ nhập vào một cái đoạn prompt, sau đó là nó đi qua một số cái bước add thông số này kia để mà nó đưa ra một cái ảnh kết quả cuối cùng. Thì các bạn, đối với Config UI á, các bạn có thể tùy biến được những cái bước này. Và thậm chí ha, mình đã từng thấy có một số bạn, có anh Tony Wedding chẳng hạn, làm một cái Config UI cho cái workflow để mà chụp ảnh cưới của ổng, là ảnh chụp xong nó tự động nó cắt cái nền ra, nó tự động dùng Stable Diffusion là model AI tạo sinh ảnh á, nó tự sinh ra một cái background nào đó xong rồi add vào và đưa cho khách coi ngay lập tức. Đó là một cái ví dụ mà các bạn có thể nghĩ tới. Mình cũng từng thấy người ta xài Config UI để mà tạo truyện tranh thì phải, xong rồi người ta còn tạo nên những cái concept ảnh để mà cho khách hàng lựa chọn trước khi mà đi chụp ảnh thật, thì nó tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. Thì đó là một trong những cái ví dụ mà các bạn có thể xài ha. Mình thì không phải là chuyên về hình ảnh thương mại, thì đó là một cái cách để mà mình gợi ý cho các bạn thôi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về Config UI sau. Ở đây mình chỉ cho các bạn có một cái demo rất là đơn giản. Bây giờ ví dụ như là mình sẽ nhập một cái câu prompt để mình tạo ảnh đi. Chẳng hạn như là mình muốn a guy using his laptop in front of a window. Tức là mình đang muốn tạo một cái hình mà có một anh chàng, ảnh đang dùng cái laptop của ổng và ngồi trước một cái cửa sổ kế bên một cái chậu cây đi, next to a tree. Rồi có thêm một số cái hình ảnh gì đó ở background and some bokeh in the background. Rồi ví dụ như vậy ha. Thì sau đó mình sẽ nhấn Q prompt, thì lúc này nó đang bắt đầu chạy. Thì khi mà các bạn quay lại, thì khi mà các bạn quay lại cái cửa sổ của Pinocchio á, các bạn nhấn vào cái mục terminal này nè, thì các bạn sẽ thấy thực chất là nó đang load cái model AI lên và nó đang chạy qua từng bước khác nhau. Và lúc này nó đang chạy cái Stable Diffusion để mà nó generate cái hình ra nè. Thì đó là giao diện dòng lệnh. Còn khi mà các bạn nhìn trên giao diện UI thì các bạn sẽ thấy đây là cái kết quả của mình. Ở cái kết quả này mình không biết tại sao nó đang bị đen ha. Mình sẽ thử chạy lại một lần nữa. Các bạn hỏi mình thì mình cũng không biết đâu. Tại mấy lần trước mình chạy thì nó ra bình thường. Ở đây mình thử chạy lại một phát xem sao. Ok, mình nghĩ là nó có cái lỗi gì đó trong cái lúc mà mình load list model hay là cái câu prompt của mình rồi. Bây giờ mình sẽ thử xóa cái prompt đi rồi mình chạy lại coi nó có ra được cái kết quả gì hay không nha. Tại vì bữa giờ mình nghịch mấy cái này cũng nhiều quá, cho nên là mình không biết mình có làm lỗi gì nó hay không. Nhưng mà không sao, lên rồi, vậy là lỗi cho câu prompt của mình ha. Rồi, sau khi mà các bạn có cái hình này xong thì để mình xem coi, mình có thể phải chuột vô. Mình nhấn resize, nó có cái resize luôn nè, mình nhấn save. Lúc đó mình sẽ bung được cái hình ra. Đây là cái hình mà chúng ta mới vừa tạo bằng Generative AI. Đó, thì đây là một cái cách rất là đơn giản để các bạn xài được Stable Diffusion. Rồi bây giờ mình thử một cái ứng dụng khác đi ha. Cái phần mà Stable Audio này thì nó vẫn đang download. Bây giờ mình đang download nó bằng cái mạng 4G, cho nên là mình nghĩ là nó sẽ hơi lâu quá. Thôi không sao, mình stop nó đi. Hôm nào mình sẽ quay lại sau. Chủ yếu là cho các bạn coi cái Pinocchio thôi. Rồi bây giờ vẫn tiếp tục là Pinocchio. Mình sẽ chạy thêm một cái ứng dụng nữa là Chat with MLX đi. Cái này hôm bữa mình đã cài đặt sẵn hết rồi. Đó, bây giờ mình sẽ nhấn Start. Thì các bạn cũng sẽ thấy là thực chất là nó chạy lên một loạt những cái dòng lệnh gì gì đấy. Rồi bây giờ mình cũng nhấn Pop Out để mà nó load lên cái cửa sổ trình duyệt. Các bạn có thể chạy nhiều cái ứng dụng cùng lúc cũng được ha. Rồi bây giờ chờ một chút để nó xuất hiện lên nè. Trong lúc đợi nó load thì giải thích một chút là tại sao bây giờ mình đang phải xài 4G. Tại vì mạng nhà mình đã cắt rồi và mình đã chuyển nó qua cái studio mới rồi. Tại mình có cái gói doanh nghiệp của Viettel mình đã chuyển qua bên đó rồi. Cho nên là thời điểm này thì hết hôm nay là mình dời đi. Cho nên là thôi mình xài đỡ 4G để bên nhà mới mình sẵn sàng hết mạng mẻo. Rồi mình qua bên đó thì có cái mà chạy. Chứ không mất công rườm rà rồi cắt rồi phải chờ ngày rồi bên nhà mới, nhà cũ các thứ thôi. Hy sinh 2 ngày để mà họ bên nhà mạng họ làm chuyện của họ. Rồi bây giờ thì cái giao diện nó đã xuất hiện rồi nè các bạn. Thì cái công cụ mà chat với MLX này á là nó sử dụng những cái model AI, nó chạy trực tiếp ở ngay trên cái máy tính của các bạn luôn. Và cái công cụ này thì chủ yếu là dành cho Mac nha. Tại vì cái MLX là một cái framework mà Apple làm ra để mà chạy những cái model AI á. Thì ở đây là mình sẽ chạy cái model, hôm qua là mình load cái model quen này nè. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn load model rồi mình sẽ thử chat cho các bạn coi ha. Rồi model load xong rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử chat nè. Xin chào, bạn tên gì? Nhấn
Đó, thì lúc này các bạn đang có một con bot AI chạy mô hình ngôn ngữ lớn trực tiếp ngay trên con MacBook của các bạn rồi. Tiếp tục mình sẽ hỏi nó là tóm tắt đoạn văn này. Bây giờ mình đi kiếm một cái đoạn văn để nó tóm tắt đi. Đây, ví dụ cái bài viết này của The Verge chẳng hạn. Rồi, mình lấy hết cái text này. Mình kêu nó tóm tắt bài viết này. Chạy. À, các bạn thấy không? À, lúc này các bạn có được một cái công cụ AI chạy rất nhanh và rất hiệu quả ngay trên máy mà các bạn không có internet các bạn vẫn xài được. Chỉ cần có internet lúc đầu để nó download thôi, thiết lập xong thì các bạn không cần internet nữa. Trả lời tiếng Việt rất tốt bởi cái module Gen 2 và thậm chí là các bạn còn có nhiều cái tính năng hơn nữa. Thì đối với lại cái chat with MMS này thì nó mới chỉ là một cái phiên bản demo rất là sơ khởi, một cái phiên bản đầu tiên mà bạn Quân bản làm ra thôi. Thì các bạn có thể tiếp tục nghịch thêm ha. Rồi, bây giờ mình quay lại cái ứng dụng Pinocchio á. Thì để mình stop cái đã. Tại vì những cái model AI này khi mình load vào RAM thì nó sẽ rất là nặng. Cho nên là để giải phóng bớt resource đi. Đó, thì để mình lướt qua cho các bạn coi sơ là những cái công cụ mà Pinocchio hiện nay nó đang hỗ trợ là gì. Thì như lúc đầu mình có cho các bạn coi nhanh á, Config UI là các bạn thấy rồi, Chat with MLS bây giờ các bạn cũng thấy rồi ha. Flash Diffusion cũng là một cái model AI tạo sinh nào đó. Rồi có những cái công cụ để mà các bạn chỉnh sửa hình ảnh nè. Rồi có những cái công cụ Invoke là chuyên dành cho Studio Pro hay là Llama Factory để mà các bạn có thể fine tuning, tức là các bạn tạm gọi là huấn luyện lại những cái mô hình ngôn ngữ lớn mà dựa trên cái tập dữ liệu riêng của các bạn nè. Rồi có OpenUI là mình nhớ cái công cụ này là các bạn chỉ cần nhập prompt xong rồi nó sẽ tạo nên những cái AI, nó dùng AI để mà nó tạo nên những cái giao diện phần mềm cho các bạn đó. Rồi Open Voice là những cái model liên quan tới giọng nói. Thì những cái phần mềm này nó đều miễn phí hết, cho nên là các bạn có thể tải Pinocchio về để mà các bạn nghịch, để mà các bạn trải nghiệm coi là cái nào khớp với là nhu cầu sử dụng của mình ha. Khi mà mình nghĩ là khi mà mình đã qua bên studio mới và ổn định xong hết tất cả mọi thứ rồi á, thì mình sẽ test mấy cái vụ liên quan tới âm thanh với lại liên quan tới cái giao diện này kia nhiều hơn. Tại vì bữa giờ làm cho các bạn coi rất là nhiều những cái công cụ AI mà về ngôn ngữ lớn rồi, về hình ảnh rồi, thì sắp tới chúng ta sẽ thử tới video, sẽ thử tới âm thanh, sẽ thử tới những thứ nó mới lạ hơn. Rồi, đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn về cái ứng dụng Pinocchio này. Mình muốn nhắc lại ha, cái ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể cài nó ở trên Win, Mac và cả Linux. Nó sẽ giúp bạn cài đặt những cái công cụ AI phổ biến và nổi tiếng một cách dễ dàng, nhanh chóng và không cần phải biết code gì hết. Thì nếu mà các bạn nào có xài Pinocchio rồi thì các bạn có thể chia sẻ thêm trải nghiệm với lại tụi mình để mà mình và các bạn khác đều có thể tham khảo được. Hoặc là nếu mà các bạn biết được những cái công cụ AI nào hay và thú vị mà các bạn muốn chia sẻ thêm với mình á, thì cũng comment luôn ha. Tại vì mình cũng đang rất muốn học hỏi các bạn, tại vì cái lĩnh vực AI bây giờ phần mềm mới ra gần như mỗi ngày. Mình cần phải update, mình cần phải biết được là cái nào hay, cái nào tiện để mà biết đâu mình áp dụng được cái công việc của mình, đúng không? Rồi, vậy ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.